rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo với KT. Thì cái video này thì nó cũng mang tính chất là giải đáp thắc mắc cho các bạn thôi ha. Vì mình thấy là một số bạn chơi con đông tà tây độc thì nó bị cái lỗi là lỗi hư trừ một ha. Thì hôm nay mình làm video này để hướng dẫn các bạn ha. Cũng như là một số anh em là kêu mình thâu đã đời rồi, không biết cách chơi rồi cũng bỏ ha. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Bây giờ mình vào vấn đề chính ha. Rồi, cái lời đầu tiên mình xin nói đến anh em đó là cái con game nào cũng vậy, mình thâu á thì mình phi thâu á thì nó khác, còn mình thâu mà thâu không á thì nó đã khác. Mình phi á thì là nhiều bạn á chơi nên cái server nó sẽ lắc. Mà nó lắc á là chúng ta phải có cái tinh thần mà gọi là chơi mà phải gọi là gì ta? Cái gì nè? À, tự nhiên quên từ đó ta. À, nhớ rồi. Mình phải có tinh thần là nhường nhau mà chơi. Mẹ ba nữa, có đâu mà phi cho lắc, để là ông khâu cho lắc cái server sập luôn. Trời ơi. Nói đến thì chữ hề, các bạn nói sao mình hổn. Mà không hổn sao được, thiệt luôn á. Đó, server nó vẫn quay ha. Rồi, nghĩ nó úp này đi. Rồi, cái phần mà bữa nay mình xin úp cái gì, cái danh sách tướng mà tiếng Việt cũng như là tiếng Anh cho các bạn, lộn, tiếng Trung cho các bạn ha. Để các bạn hỏi mò tìm ha. Nhưng mình nói trước là cái tên tiếng Việt của nó không có giống như là tên ở trong này ha. Nên nhiều bạn chắc sẽ bỡ ngỡ. Tôi nói khổ lắm. Chờ mình chút nha các bạn. Rồi, điều đầu tiên thì mình xin cảm ơn bạn Đặng Đức ha, đã gửi cho mình cái file dịch từ tiếng Trung qua tiếng Việt ha, cũng như là mã số để anh em dễ dàng chơi ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh em là cài map ha, có thể xài auto ha, mà xài auto đừng có xài quá nha. Xài quá lắc anh em khác chơi không được ha. Mình chơi thì mình cũng phải nghĩ đến anh em khác ha. Rồi, cái thứ nhất đó, cứ như vậy mà lên cấp ha. Chứ cái phần mà cài accept là nó bị hư rồi ha. Con này là bữa trước mình tạo xong là mình cũng bị cái hư trừ 1 ha. Và hôm nay mình đã fix được rồi nè ha. Rồi, quay lại cái đây ha. Ở đây là mình xin nói đó là nhiều bạn hỏi là cái này làm sao mà vô ha. Mình xin nói một câu ha, đó là mình đã ghi sẵn á, là tên nhân vật, là có nghĩa là nhân vật các bạn tên gì là các bạn nhập vào tên đó. Ví dụ như là Long KK, cái con của mình đó nè, đây đâu rồi, Long KK, con này cũng Long KK ở dưới ha, Long KK. À, mạng mùng ghét rồi thiệt, chán gì đâu. Rồi, nó vào ha. Bỏ cái này. Rồi, đây là cái chỗ mà nhập vật phẩm ha. Mình nói là các bạn copy cái tên ha, nhưng không phải là copy ví dụ như cái này ha. Đâu rồi, cái vô quyển sách đi.
là tự nhiên các bạn copy từ bên này qua bên này luôn. Đó, copy từ hết như vậy rồi các bạn paste qua thì tất nhiên là nó sẽ không tìm được rồi. Các bạn phải chờ bỏ từ từ coi cái chữ nào giống với các bạn ấy thì các bạn hãy thâu. Cái lỗi mà hư trừ một á là do là một là cái tên phẩm bị sai ha, còn hai là các bạn số lượng sai ha. Các bạn thâu cứ thấy mình thâu 999, các bạn thâu 999 riết là nó mai chiều nó xóa hết cái tướng với là vật phẩm của các bạn ha. Rồi bây giờ đây mình sẽ kiếm một cái tên con nhân vật ha. Ví dụ như một số anh em nói là con này đi ha. Con này là con gì ạ? Con này tự nhiên quên mẹ nó tên này. Con dở dở ương ương nửa đực nửa cái quên này. Đây, nhiều bạn nói là con này là không có. Mình thì chắc là kiếm cũng không có thiệt. Nhưng mà thôi kiếm đại một con nào đi. Nó nằm ở trong cái danh sách mà mình để dưới cái phần miêu tả ha. Rồi cái bảng này, hai cái bảng này thì xài sao ha. Ở đây là có một cái bảng này là dịch sẵn nè ha, tên nè. Cái bảng này là còn là tiếng Trung Quốc nè ha. Rồi kéo lên trên số nè, 2287. Ở đây là 2287 nè ha. Đó, đây là con số thứ tự là số 2 ha. Trương Tam Phong nè, đó. Ở đây là chúng ta có là số 2 nè. Số thứ tự là 2, số mật mã là 2312 nè, 2312 nè. Đó, tìm Trương Tam Phong ha. Số, lấy, copy ha. Bỏ qua. Về đây. Bỏ vô đây. Bát vô. Mình quên nói với các bạn là các bạn nếu mà dùng giả lập á, thì chúng ta có thể dùng cốc cốc ha. Có lộn trình duyệt khác ha, ví dụ như Google Chrome. Còn nếu mà xài trên máy tính PC á, thì không nên dùng cốc Google Chrome ha. Nó sẽ chặn web chúng ta không xài được. Không có thâu được ha. Rồi quay lại. Thâu 200 mảnh thôi. Thâu vừa đủ xài nha. Thâu quá nó cũng lỗi hư nha. Rồi vào game. Không biết có chưa nữa. Rồi có rồi nè ha. Đó, Trương Tam Phong. Rồi vô đây ghép lại ha. Còn bạn nào mà nói là hô nè mình có Trương Tam Phong rồi, sau con hát cho các bạn đi. Gì Bách Tổn Đạo Nhân Hiệp Hồn nè. Hồn là mấy cái hồn ấy nha. Viên Sĩ Tiêu vậy nè. Ở Tây Hy nè. Ở Tây Hy không làm đâu. Gì Lâm Viễn Đồ Thần Điêu Đại Hiệp. Đây Thần Điêu Đại Hiệp. Cái số thứ tự là 23, còn mã số là 2342. 2342. Đây 2342. Thứ tự là 23. Copy qua ha. Bát vô ha. À cái hàng này giống nhất nè ha. Lượm. Rồi 200 mảnh thôi ha. Còn bạn nào hâu không được thì có thể đọc tên nhân vật cũ để mình xóa cái tên nhân vật đó và thâu cho các bạn là tên nhân vật mới. Vào ha. Đó có hư ha. Đây Thần Điêu Đại Hiệp đó hả. Ô vãi lộn vậy. Rồi đó, được Thần Điêu Đại Hiệp ha. Đúng rồi, ở anh ta nè, cái kiếm bự nè, cục một tay ha. Rồi bây giờ kiếm trang bị ha. Rồi đây có Mộ Dung Công Tử nè, đó Kiều Ban Chủ nè. Nhân vật chính, nhân vật chính 44, số 44, 2001. 44 đây. Lấy ít hồn của nhân vật chính về ha. Nhân vật chính đây là con men đó nha các bạn.
Xin lỗi các bạn, mới có điện thoại. Rồi, comment nè ha, đây là cái chữ giống comment nè. Ủa mà hai chữ luôn. Ở chọn cái này đi. Coi nó ra cái giống ôn vậy. 200 hồn thôi nha, đừng có lấy nhiều nha các bạn. Rồi đéo thấy luôn. À đây. Đúng là con cái con hồn của con men con nè. Đâu rồi? Bỏ con men ra chứ. Đây. Này là con dương quá con nè ha. Đó. Hết rồi hả? Hâu nữa nha các bạn. Rồi cái viên này là viên quần què vậy nè. Đó, nếu các bạn muốn hâu cái viên này mà không biết nó là tên gì thì các bạn có thể chụp hình màn hình lại, bỏ vào cái phần Google dịch, rồi chúng ta quét coi tên nó là tên gì. Rồi vào cái phần này nè. Đó, coi coi cái nào nó giống, gần giống thì chúng ta lấy ha. Rồi cái này là trang bị, không biết trang bị què gì để kiếm coi. Trang gì, tàn trang gì, hời trang, tàn trang gì đó. Trang bị đâu rồi ta? Gói trang bị lớn nè. Ủa? Áo đi. Vỏ đen, quần áo đen gì nè. Thử cái con này coi. 340, số thứ tự là 29. Dạ, nó cũng múc ở dưới. 29, 29. Ủa nó nằm đâu ta? 29, 29. Ồ, 340 cho lẹ chứ. 340. Đây. 29, thấy nó rồi. Áo vỏ đen gì nè đó, hốt về, bỏ qua thâu. Rồi lấy một thôi ha, để coi què gì. Áo mà các bạn lấy 999 là thấy là thua rồi đó ha. Rồi coi nó là cái món gì. Ush, áo tào lao. Rồi, cứ như vậy ha. Chúng ta thâu cái thứ nhất mình muốn nói đó là các bạn thâu cho nó đúng tên ha. Thâu cho nó đúng số lượng ha, vừa đủ xài ha. Có một số trường hợp là nó lắc và bên admin quét lại cái nhân vật. Có một số nhân vật là để hồn trong rương quá trời. Thế là nhân vật đó bị reset là từ đầu ha. Nên chúng ta hâu vừa đủ xài ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. À, bạn nào mà thấy video mình hay á thì hãy cho mình xin một like, một share, đừng quên bấm đăng ký. Và nếu bạn nào mà thấy kênh mình hay, ý nghĩa, muốn mà ủng hộ kênh á, để ủng hộ kinh phí cho anh em làm game với lại ủng hộ kinh phí mua thâu á, thì các bạn cứ inbox về fanpage ha. Bên mình là nhận chuyển khoản Momo, chuyển khoản ngân hàng cũng như là thẻ Viettel, Vina này nọ nha. Đóng góp không cần nhiều nha các bạn. 10.000, 5.000 cũng được, 20.000 cũng được. Mình không có cần mà phải 200-300, 300-400, 100-50 gì nha. 1.000 của các bạn mình cũng gọi là quý giá rồi, chứ mình cũng không có cần mà đòi hỏi nhiều nha. Chắc tới đây nhiều bạn sẽ nghĩ trong bụng, mẹ bà đòi hỏi nhiều nó cũng có đâu mà đưa. Rồi lại quay. Ok, vào. Mình thích là thích đi con Kiều Phong này thôi. Đó.
Thấy không? Một mình nó ăn hết luôn. Đó. Rồi, các bạn nhớ cho mình hai cái vấn đề ha. Một là thâu cho đúng tên. Hai là đúng số lượng. Áo mà các bạn quất cho 999 cái là thấy tào lao rồi đó. Với một số nhân trang bị là nó có tên nhưng mà không có thâu được ha. Nó sẽ bị lỗi ha. Nên các bạn dùng hai cái file này của mình ha. Đó, thâu dùng đúng cái file này ha. Hôm qua mình đã được bạn ấy gửi cái này rồi nhưng mà mình không có thời gian ha, hôm qua mắc coi Việt Nam đá. Bạn Đặng Phúc ha, Đặng Phúc gì gì Đặng Đức chứ, Đặng Đức đã gửi cho mình hai cái này ha, yêu cầu là mình nhờ mình là gửi lên cho anh em biết cách xài ha. Rồi video tuy dài nhưng các bạn ráng mà xem hết ha. Nếu anh em nào mà chơi bản đông tà tay độc mà thâu này nè. Rồi cái điều thứ hai ha, cho rất 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 là nhiều bạn, đó là cái tên đăng nhập và tơ cái bát của Gmail ha, là tên nhân vật các bạn gửi mình nha. Mà mình yêu cầu các bạn một điều ha, làm ơn gửi cho mình thì gửi luôn cái tên ha, cái tên ha, viết ra đàng hoàng ha, viết đúng chữ nào viết qua chữ nào viết thường ha, 6 chữ cái thôi nha, 6 ký tự thôi nha, không có ký tự đặc biệt ha. Đừng có viết 7 8 chữ mà tên tè le hột me gì ra ha, mất công lắm. Với lại đừng có chụp y cái màn hình này đưa cho mình ha. Trời ơi, mình còn biết bao nhiêu việc, test biết bao nhiêu game cho các bạn mà các bạn chụp y cái màn hình đưa cho mình là thấy xong rồi. Nè, đó anh em nào muốn lấy mấy cái này thì có thể chụp lại rồi quét cái này ha. Giờ vào trong cái này nè, tìm tìm số xong rồi qua đây tìm tên. Rồi đó ha, mình chỉ cho các bạn cách mà cặn kẽ nhất mà để không bị sai tên mà để bị lỗi ha. Mình nhắc lại một lần nữa. Chụp màn hình bỏ vào Google dịch. Quét cái này ra. Lấy cái tên tiếng Việt. Chúng ta tìm ở bên này. Xong rồi chúng ta quay lại đây lấy cái tên bên này và đi thâu, nhắc rất là kỹ ha. Còn anh em nào mà nếu có thêm thắc mắc gì thì có thể để lại comment dưới phần bình luận ha. Đó thì nếu mà có thời gian thì tối tối nay hoặc tối mai thì mình sẽ live stream ha ở đây để mà tăng cái thời gian xem của mình lên 4.000 đó, để mình mở chức năng kiếm tiền thêm để một số anh em làm game tìm game phụ mình có kinh phí ha, hỗ trợ mấy anh em ví dụ như ngày 50 100 bữa cơm hay ổ bánh mì này nọ. Rồi có ai thắc mắc gì thì cứ để lại dưới comment ha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp vào quảng cáo bên này. Đó là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.